theo tôi ấy, nó là một câu chuyện về văn hóa, đại diện cho một cái giá trị văn hóa của người Việt, của Kinh Bắc. Đường Lâm là một mảnh đất có rất nhiều cái di sản, có rất nhiều những câu chuyện mà nhiều người chưa được biết đến. Chính vì vậy, nó là cái động lực để chúng tôi phát triển, để chúng tôi ra mắt những cái giá trị nói về cái mảnh đất nơi đây. Đoài là một không gian sống trong sự sáng tạo, nên sự sáng tạo nó được phát triển hàng ngày ở đây thông qua những người khách du lịch, bao gồm những người khách nước ngoài, bao gồm những sinh viên trường mỹ thuật, bao gồm những trẻ thơ đến với Đường Lâm. Họ đều có thể ngồi trong không gian của Đoài để làm, để thực hiện những giá trị sáng tạo nào đó dựa trên cái tinh thần của cái giá trị và những câu chuyện ở đây. Không gian này thì nó thiên nhiều về là dành cho cộng đồng, đó sẽ là những nơi về trưng bày và giới thiệu các cái tác phẩm, các bức tranh của các họa sĩ tại Sơn Tây. Ngoài ra thì nó là một cái không gian thiên nhiều về trải nghiệm gốm tại địa phương. Thế thì cái nghề gốm ở địa phương đây thì là gốm Lò Nổi, nó đã bị mai một từ 40 đến 50 năm nay. Thì với một cái khả năng về thủ công mỹ nghệ, tôi đang dần để cho nhiều người biết và nhớ nhiều hơn về cái gốm Lò Nổi này. Thì với những cái không gian như này thì tôi tin rằng là nó sẽ đánh thức nhiều hơn những cái giá trị di sản ở vùng đất này. Khi mà tôi mở ra cái không gian này thì được người dân địa phương cũng như là du khách rất nồng nhiệt đón nhận. Đích chính của tôi đó là không thương mại, luôn luôn là truyền nghề miễn phí. Đây nó là một cái là tôi nghĩ là nó một sự đóng góp thực tế cho cộng đồng. Một tuần thì chắc em phải sang đây khoảng 3-4 lần đó. Cái mục đích sang thì nó đơn giản thôi. Thực ra là bọn em thì một là có thời gian, hai nữa là khi mà sang cái Đường Lâm đấy thì nó tạo cho mình cái không gian yên tĩnh. Hai nữa khi mình vào bước đến cổng làng thôi là mình cảm giác cái tâm hồn mình nó thoải mái hơn rồi. Trước em sang đây thực ra là chỉ đi ngắm cảnh làng quê thôi. Từ khi mà có các nghệ nhân về đây mà làm cái không gian này thì ra là cũng là một cái trải nghiệm cho giới trẻ chúng em. Thực ra khi vào đây ngày xưa thì để biết đến những cái gốm này hay những cái tranh nghệ thuật này thực ra là với chúng em thực ra rất là khó để tiếp cận, bởi vì nó mang cái âm hưởng khác của một cái người chơi khác đó. Nhưng mà khi chúng em về đây được tiếp cận gần gũi hơn thì cảm giác nó một cái trải nghiệm mà để cho mình hoặc là chính để cho gia đình mình, để ngày mai mình có thể hướng tới cho con cái của gia đình sang đây tham quan. Di tích làng cổ Đường Lâm như hiện nay các chị thấy, ngoài những sản phẩm du lịch mang tính chất là truyền thống như là du lịch di sản, du lịch tâm linh, thì hiện nay làng cổ Đường Lâm chúng tôi cũng đang xây dựng một cái sản phẩm du lịch mới, đó là du lịch gắn với cái không gian sáng tạo. Thì thành phố Hà Nội là thành phố sáng tạo trong cái chuỗi thành phố sáng tạo của thế giới, thì chúng tôi cũng mong muốn là xây dựng làng cổ Đường Lâm thành những cái không gian sáng tạo mang tính chất gắn với di sản. Đường Lâm chúng tôi đang xây dựng những cái không gian của các nghệ nhân, các kiến trúc sư, tất cả những người yêu làng cổ Đường Lâm. Thì những cái sản phẩm du lịch này hiện nay đang được đón nhận rất là hưởng ứng, rất là nhiệt tình của du khách trong nước, du khách quốc tế. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các cái thế mạnh của cái du lịch Đường Lâm, đó là du lịch di sản văn hóa, di sản tâm linh, và thêm một sản phẩm nữa là du lịch di sản trải nghiệm, các không gian sáng tạo. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tiếp tục phát triển một số cái sản phẩm du lịch như là du lịch trải nghiệm nông nghiệp, trải nghiệm nghề. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang xây dựng một số cái sản phẩm mới như là sản phẩm du lịch photo tour chẳng hạn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng về mặt hạ tầng thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư các cái cơ sở vật chất để phục vụ các điểm du lịch. Các cái điểm các du lịch sẽ được xây dựng các cái mã QR code để bản đồ chỉ đường, để tạo điều kiện tối đa cho du khách khi đến với làng cổ Đường Lâm. Ngoài ra các hoạt động như hướng dẫn viên, các hoạt động về lưu trú, về ăn uống cũng như là các cái dịch vụ lưu niệm chúng tôi sẽ tăng cường đẩy mạnh.